Nếu bạn bị dị ứng với mật ong thì chúng ta có thể dùng tinh bột nghệ với sữa đặc nhé Một muỗng tinh bột nghệ, một muỗng sữa đặc Thêm 200ml nước ấm ấm tầm khoảng 50-60 độ Khuấy đều lên là ta đã có ngay một ly sữa tinh nghệ cực kỳ thơm ngon béo nghệ luôn nha Hãy uống tinh bột nghệ mỗi ngày vì sức khỏe và sắc đẹp của bạn nhé